Cho một ly cà phê nha. Cà phê Trung Nguyên. Sáng sớm khi đi làm bà uống cà phê, nghỉ trưa tán dóc bà uống cà phê, buổi tối bà đi chơi cũng uống cà phê, nói chung cả ngày đi đâu mà cũng uống cà phê. Cà phê rồi lại cà phê, Trung Nguyên là số một uống là khỏi chê. Già trẻ bé lớn cũng thích cà phê, nhắc đến cà phê mọi người cứ lại thích mê. Cà phê làm cho người ta tỉnh táo, cà phê giúp mọi người trở nên son sáo. Uống cà phê phải uống cái loại tuyệt hảo, cà phê Trung Nguyên còn chần chờ gì nào. Hey, cho tôi một ly cà phê, không đường không đá, không đường không đá nha. Một ly cà phê cho tâm trí ta không mơ màng, một ly cà phê đang tỉnh táo ngay. Cà phê Trung Nguyên number one coffee, không chỉ một ly mà phải uống hai ly. Da 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 coffee, da 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 coffee, da 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 coffee, Trung Nguyên coffee is the best. Da 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 coffee, da 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 coffee, da 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 coffee, Trung Nguyên coffee is the best. Hey, yeah, the best. Trung Nguyên coffee is the best. Văn phòng khỏi nói và uống cà phê, ra tán dóc kêu một ly thôi thì khỏi chê. Một câu chuyện ngắn ngủn sao dài lê thề, ấy như vậy mà nó là cứ đam mê. Đi ra đường dạo phố cùng với nàng liêu, ngoài trời nắng gắt anh không nói nhiều, thủ thủy bên tai người yêu nhỏ xíu. Hay là mình đi uống cà phê nha em yêu, bước vào quán tôi kêu hai ly bạc xỉu, cho nó siêu chị ơi làm cho hai kiểu. Kiểu bình thường một kiểu nhỏ liêu riêu, uống một ngụm thôi tôi là muốn uống nhiều. Uống cà phê bây giờ đã hết quạnh hiu, vì bây giờ anh đã có người yêu. Người yêu, người yêu tên là nàng liêu, người yêu tên là nàng liêu. Yeah, yeah, yeah. Oh, Trung Nguyên coffee is the best. Một ly cà phê cho tâm trí ta không mơ màng, một ly cà phê càng tỉnh táo ngay. Cà phê Trung Nguyên number one coffee, không chỉ một ly mà phải uống hai ly. Da 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 coffee, da 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 coffee, da 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 coffee, Trung Nguyên coffee is the best.